Ok. Đó, và chắc chắn là bây giờ thì rất nhiều tất cả các con đều đã học xong chương 1 rồi đúng không? Và bây giờ là thời khắc để mọi thú y ôn lại từ đầu cho các con. Chưa? Đối với những bạn nào mà chưa kịp nhớ này, đấy, học qua rồi nhưng mà bị quên đúng không? Dạo này quên. Nên là thì mình sẽ phải ôn lại từ đầu ngay từ bây giờ đúng không? Và hôm nay thì mợ muốn ôn cho chúng ta chuyên đề rút gọn biểu thức. Chuyên đề mà là câu câu đầu tiên trong đề thi đấy, câu đầu tiên trong đề thi trong đề Hà Nội đấy. Đấy. Thì chuyên đề đầu tiên mà chúng ta cần học trong cả năm nay đó là rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ. Đấy, rút gọn biểu thức với câu hỏi phụ. À, được chưa? Rồi, rút gọn biểu thức là rút gọn biểu thức P này. Trong biểu thức P thì có rất nhiều căn. Đó. Và mợ nhớ rằng là mợ đã ôn cho các con về hàng đẳng thức rồi. Vì vậy nên là nếu mà bạn nào mà vẫn chưa nhớ hàng đẳng thức thì các con xem lại các livestream trước của mợ nhá. Ok. Chào Hoàng Sinh, chào Cấn Linh, chào tất cả các con, chào Như Quỳnh, chào Mai Giáp nhá. Ok, Tắc Crush. Thấy chưa? Trời lạnh như này, những bạn FA nên ở nhà học livestream của mợ thú y, đừng ra ngoài. Tổn thương đấy các con ạ, tổn thương đấy. Khóc ấy. Bị tủi thân quá khóc. Ok, rồi. Dạng 1 nhá. Ok. Dạng 1, chào Hoàng Sinh. Có chứ, mà nhớ con mà. Mà gặp con nhỏ rồi mà. Rồi, ok. Bổn tâm. Học nào, học để thi đỗ nào. Đấy. Chào Thư Hoàng. Rồi, dạng 1 của chúng ta là tính giá trị biểu thức khi biết giá trị của x. Đấy, dạng 1 nhá. Tìm giá trị biểu thức P khi biết giá trị của x. Đấy. Phương pháp giải cái dạng này, các con chuẩn bị giấy bút và ghi bài đi. Coi như đây là một buổi học bình thường của chúng ta. Đấy. Thì dạng 1 đây. Tính giá trị biểu thức khi biết giá trị của x. Phương pháp giải. Rút gọn và tìm giá trị của x. À, nếu mà giá trị của x mà người ta cho là số bình thường rồi, ví dụ như là số nguyên rồi thì chúng ta không cần rút gọn. Nhưng ví dụ như là đề bài mà cho x như thế này thì bắt buộc là chúng ta cần rút gọn và tìm ra được căn x nhá. Nếu mà cho như thế này thì chúng ta phải tìm ra được căn x. Tìm căn x cho mợ. Đấy, thì chúng ta mới xem một chút. Okay. Tìm ra được căn x. Nếu mà đề bài cho như thế này thì chúng ta nhớ là tìm ra được căn x cho mợ nhá. Ok. Để mợ chỉnh cái anh này một chút. Ở đây. Cho sáng hơn một tí nha. Rồi, ok. Ok. Thử nhá. Đối với bài đầu tiên, chúng ta thử này. Ghi lại cho cô dạng 1 tính giá trị biểu thức khi biết giá trị của x. Khi mà mình được cho giá trị của x rồi, đấy. Rồi, phương pháp giải của dạng 1. Rút gọn x hoặc là thay đấy, nếu mà x mà cho rồi thì chúng ta không cần rút gọn nữa. Thay x vào biểu thức mà đã cho, được chưa? Ví dụ 1. Chào Phong Nguyễn, chào con, chào Hoàng Sinh. Ví dụ 1 đây. Cho P bằng căn x cộng 1 trên căn x trừ 2 với x lớn hơn hoặc bằng 0, x khác 4. Tính giá trị của P khi x bằng 9. À, đối với dạng bài này thì chúng ta làm gì nhỉ? Mình làm gì luôn nhỉ? Các con ơi, bây giờ mình làm gì? What should we do? Mình cần làm gì bây giờ nhỉ? Ô, mình nhớ là, ô, mợ nhớ là có cái thước, ô, cái máy tính của mợ đây mà. Đây là máy tính mợ đây. À, đây rồi, bây giờ tìm thấy máy tính rồi. Chào Ngân Nguyễn, chào con, chào Phong Thắng. Ôi, người quen, người quen. Người quen của mợ nào đọc đọc. Bây giờ là mình sẽ đi đọc các phần comment của các tất cả các con. Rồi. Nguyễn Thị Thương, cảm ơn con nhá. Ok, nào. Ôi, chào Bùi Thu Quỳnh. Các con ơi, các con comment đáp án cho mợ nha. Bạn nào comment đáp án đầu tiên thì mình sẽ kết bạn với mợ luôn nhá. Ok. Phương Đinh thay x luôn vào cô. Ok, nhanh vào luôn đúng không? Chúng ta thay vào nhá. Trước tiên thì chúng ta phải xem là x của mình có thỏa mãn điều kiện xác định hay không. Nhận thấy x bằng 9 thỏa mãn điều kiện xác định. Vì vậy nên là mình được quyền thay x vào luôn cái biểu thức này. Các con nhá, nhớ nhá. Rồi, ghi như sau này, trình bày như sau. Thay
x bằng 9, mở ngoặc thỏa mãn điều kiện xác định. Đấy, vào P ta có. Nhìn thấy không nhỉ? Ôi, cái bút này bị hết mực rồi. Chuyển bút. Chuyển sang bút này, không biết viết tốt hơn không? Ta có này. Đấy, thì mở viết P vào đây. P bằng căn x cộng 1 trên căn x trừ 2 sẽ bằng này, chúng ta thế cái anh 9 vào vị trí của x nhá. Thế vào thì mình có là căn của 9 đúng không? Cộng với 1 trên căn 9 trừ 2. Ok. Đấy, nó đơn giản thế thôi. Và đến bước này thì chúng ta làm gì được rồi? Chúng ta thử viết ra nhá. Nào, tính căn 9 ra nào. Căn 9 bước này chúng ta nhẩm là được rồi, đúng không? Đấy. Thì ở đây mình có là gì đây? À, 9, căn của 9 thì bằng 3. 3 cộng 1 trên 3 trừ 2. Được chưa? Đấy, rồi. 3 cộng 1 bằng 4. 4 trên 3 trừ 2 là 1. Và kết quả P của mình bằng 4. Ồ, có rất nhiều bạn là các con hiểu nhầm rồi. Bởi vì là Nguyễn Hải Minh comment là P bằng 4 mở ngoặc không thỏa mãn điều kiện xác định. Không nhá, không. Chúng ta chỉ kiểm tra điều kiện xác định đối với giá trị của x thôi. Chỉ x chúng ta mới kiểm tra điều kiện xác định thôi. Bởi vì điều kiện xác định là đối với x mà, đối với ẩn mà. Còn đối với biểu thức thì mọi giá trị đều ok. Được chưa? Đối với P nhá, đối với P thì mọi giá trị đều ok. Chúng ta chỉ kiểm tra điều kiện xác định đối với giá trị của x thôi. Còn nhá, rồi lưu ý là điểm như thế nhá. Như vậy thì, vậy P bằng 4 khi x bằng 9. Được chưa? Đấy, có bạn bảo là ô cô ơi, P bằng 4 không thỏa mãn điều kiện xác định. À không đúng, không đúng nhá. P bằng 4 thỏa mãn với đề bài, chứ chúng ta không so sánh điều kiện xác định đối với giá trị của P. Ok nha. Ok các con ơi, các con share livestream này tới nhiều bạn giúp mợ nha. Bởi vì đây là một livestream free, vì vậy nên là chúng ta cứ share thoải mái đi, không mất phí gì cả, cứ share thoải mái luôn nha. Ok, con ra gốc sầu riêng. Ok, Hải Minh hiểu rồi, cảm ơn con. Tốt. Và bây giờ chúng ta đến với câu số 2. Nào, thử sức với câu số 2 cho mợ xem nào. Cho nó thấp xuống đây một chút. Câu số 2. Sao cao hết nhỉ? Câu số 2 các con nhé. Ok. Câu số 2. Nào, câu số 2. Cho P bằng căn x cộng 1 trên căn x trừ 2. Vẫn với điều kiện xác định như bên trên. Tính giá trị của P. Tính giá trị của P khi x bằng 4 cộng 2 căn 3. Oh my god. Chết rồi, chúng ta có nên thay luôn mà không? Hay chúng ta làm gì hả các con? Ok, team Edogawa Conan. Không biết hội này còn nhớ chị không nữa. Tình Vũ, chào Tình Vũ. Chào chị Tình Vũ. Hồi xưa là chúng ta có chị Kính Hồng đúng không? Thì bây giờ trong nhóm của mình, trong nhóm của mình có chị Tình Vũ đúng không? Câu 2 không thỏa mãn điều kiện xác định mợ ạ. À, team Conan. Conan à? Conan ơi, con giải thích vì sao lại không thỏa mãn điều kiện xác định nhá. Đấy. Rồi, tiếp bây giờ đối với cái anh x bằng 4 cộng 2 căn 3 thì các con sẽ tìm ra căn x như thế nào nhỉ? Tìm ra căn x như thế nào bây giờ? Nào, 4 x bằng 4 cộng 2 căn 3 có hơi khó nhìn một tí đúng không? Nhìn nó hơi... Rồi, ok, cho dễ nhìn một chút. 4 cộng 2 căn 3 phân tích thành nhân tử mợ ạ. Còn cách nào không? Rút gọn. Rút gọn, Nguyễn Hạnh Minh rút gọn mợ ạ. Phong Thắng rút gọn. Rồi ok, như vậy thì chúng ta sẽ là ok, Nguyễn Thị Thương là vẫn nhớ câu thần chú của mợ khi đi thi mang theo thìa ăn cơm, vì thìa thần thìa phù hộ theo đỡ trượt. Đúng. Rồi ok, thử xem này. 4 cộng 2 căn 3 các con ơi, khi mà chúng ta nhìn thấy dạng như thế này, 4 cộng 2 căn 3 như thế này ấy, thì bằng mọi cách con sẽ đưa nó về dạng A cộng B
tất cả bình phương cho mợ nhá. Thầy cái anh này thì đưa về dạng A cộng B tất cả bình phương cho mợ nhá. Như thế nào? Thì như sau. Để chúng ta căn cho dễ. Bởi vì nó đưa được về dạng này mà, đưa được về dạng bình phương của một tổng. Được chưa? Các con có biết dạng này không? Nếu mà chưa biết thì phải lưu ngay cái livestream này về và share với cho các tất cả các bạn nhá. Nào, đã cố gắng bây giờ sẽ học được chưa nào? Để mợ giảng cái phần này này, rất quan trọng. Cái phần này mà không ôn là toang luôn. Đúng không? Đấy, nào share chưa để bắt đầu tập trung nhá. Bây giờ tập trung cao độ để mợ không giảng lại lần nào nữa đâu. Bây giờ chỉ có thế này thôi. Đấy, Trần Hưng là nói là hàng đẳng thức này. Đây là phương pháp hàng đẳng thức nhá. Phương pháp hàng đẳng thức nhớ cho mợ là chúng ta đấy, chúng ta sử dụng phương pháp hàng đẳng thức để tìm ra được căn x. Đấy, thử nha. Bây giờ mợ nhìn thấy 2 căn 3, cái anh này mà phân tích ra thì sẽ thành a bình đúng không? Cộng 2ab cộng với b bình phương, right? Đúng không? Đấy. Thế bây giờ mình đang nhìn thấy con 2 căn 3 ở đây rồi. Mình có đưa nó được về dạng 2ab không? 2 căn 3 có đưa được về dạng 2ab không? Thử nhá. 2 này. Đấy, có số 2 rồi này. Bây giờ a của mợ thì mợ sẽ chọn là căn 3 đi. Rồi, 2 căn 3 thì cũng bằng 2 nhân căn 3 nhân 1 đúng không? Đấy, như vậy thì mợ đã có là dạng 2ab này. 2ab này. Đấy, và bây giờ mợ phải đi tìm. Nếu mà căn 3 là a thì a bình phương sẽ là 3. A bình phương. Thấy chưa? Đây là a bình phương này. Nếu b của mợ là 1 thì mợ sẽ có b bình phương là 1. Được chưa? Đấy. Và khi đó thì mợ sẽ có là thử xem lại cái vế dưới với vế trên có bằng nhau không nhá. Nhá, đúng không? Thử xem vế dưới với vế trên có bằng nhau không. Nào, chúng ta cùng cộng này. 3 cộng 1 bằng 4. 2 căn 3 cũng có 2 căn 3. À, như vậy thì vế dưới bằng vế trên rồi. Và như vậy là chúng ta đã đưa được về dạng A cộng B tất cả bình phương chưa? Đưa được rồi đúng không? Như vậy thì mình bằng căn 3 cộng 1 tất cả bình phương. Yes. Đó, như vậy thì x của mình đây, x bằng 4 cộng 2 căn 3 đúng không? Như vậy thì x của mình cũng bằng căn 3 cộng 1 tất cả bình phương. Đúng không? Mà x bằng căn 3 cộng 1 tất cả bình phương. Như vậy thì căn x của mình, đây, chúng ta phải bắt buộc mình phải tìm được căn x để mình thay vào đúng không? Đấy, tìm căn x này. Thế bây giờ x bằng cái anh này, x bằng căn 3 cộng 1 tất cả bình phương. Thì mình suy ra x kiểu gì? X bằng bao nhiêu? À, suy ra căn x bằng bao nhiêu nhỉ? Các con ơi, suy ra căn x bằng bao nhiêu? Nào, comment cho mợ xem là căn x bằng bao nhiêu nhá. Wow, rất chính xác, giỏi quá, giỏi lắm. Gọi là 1 cộng căn 3. Đấy. Thử xem là bằng bao nhiêu nhá. Nào nhìn này. Sẽ bằng này. Căn của căn 3 cộng 1 tất cả bình phương. Đấy. Đến đây chúng ta lại nhớ cho mợ cái hàng đẳng thức là căn của A bình phương bằng gì nhỉ? Căn A bình phương bằng gì? Căn của A bình phương thì bằng bao nhiêu? À, căn của A bình phương thì bằng trị tuyệt đối của A. Đấy. Và chúng ta ghi vào đây, đó là bằng trị tuyệt đối của A. Trị tuyệt đối của căn 3 cộng 1, đúng không? Và trị tuyệt đối của căn 3 cộng 1 bên trong của mình lớn hơn 0 rồi. Vì vậy nên là trị tuyệt đối của số dương bằng số dương bằng chính nó. Như vậy thì vẫn bằng căn 3 cộng 1, đúng không? Như vậy mình mợ có căn x của mợ là bằng căn 3 cộng 1 này. Đấy. Mợ có căn x bằng căn 3 cộng 1 và đến bây giờ mình sẽ thay cái căn x này vào p luôn. Mình thay căn x này vào p luôn. Được không? Đấy, hiểu chưa? Như vậy thì đối với bài này nhá, mình sẽ từ x mà mình sẽ tìm ra căn x. Mà tìm ra căn x rồi mình sẽ thay căn x vào p. Đấy, được chưa? Tìm ra căn x rồi mình sẽ thay vào p. Được chưa? Rồi, ok. Riêng mình nhìn thấy cái anh x này thôi này là mình đã thấy là thỏa mãn điều kiện xác định rồi, đúng không? Nó khác 4 là cái điều chắc chắn rồi. Không có điều gì mà có thể sai khác được.
căn 3 cộng 1 tất cả bình phương khác 4 rồi. Vì vậy nên anh x của mình là thỏa mãn điều kiện xác định rồi nhá. Thỏa mãn điều kiện xác định đúng không? Đấy. Rồi và bây giờ mợ sẽ thực hiện công tác đó là thay căn x vào p. Chưa? Hiểu cái phần nháp này chưa các con? Các con hiểu phần nháp này không? Chụp lại màn hình đi. Về nhà xem lại được chưa? Nào, 500 anh em của mợ đã nhớ bài chưa? Nếu mà nhớ rồi thì comment ok cho mợ cái nào. Nào, nếu mà đã hiểu cái phần này rồi, hiểu phần này rồi thì comment ok cho mợ cái. Thấy chưa? Còn bạn nào mà chưa làm được thì comment lú cái nào. Lú lắm cơ, lú lắm. Cái phần này học rồi nhưng vẫn lú. Đấy, đứa nào mà không hiểu được cái phần này thì comment lú cho mợ để nếu mà nhiều quá là mợ giảng lại cho các con à. Cái phần này là cái phần quan trọng nhất bài luôn. Nếu mà không hiểu thì phải nói để cho mợ giảng lại. Đấy. À đây rồi, có Mai Anh hiểu rồi này, Nguyễn Hải Minh hiểu rồi này. Đấy, Châu Thụy rồi, Trần Hưng rồi, Hoàng Sinh, Nguyễn Hải Minh, Ngân Nguyễn vẫn nhớ kỷ niệm xưa. Rồi Phương Đình, ok luôn. Đấy, hiểu rồi thì tốt. Bây giờ chúng ta đi trình bày. Mình trình bày lại vào bài nhá. Rồi Phong Thắng, ok con. Mình trình bày lại này. Như vậy thì mợ có là đây. À, ta có đi. Ta có hai chấm này. X bằng 4 cộng 2 căn 3. Đấy. Cái phần nháp thì mợ phân tích thế thôi. Còn bây giờ thì mình nếu mà ghi vào bài thì mình sẽ trình bày như sau nhá. Đây, mình ghi lại thì chỗ như thế này thôi. 3 cộng 2 căn 3 nhân 1 ấy cộng với 1 bằng căn 3 cộng 1 tất cả bình phương. Được chưa? Mở ngoặc, thỏa mãn điều kiện xác định. Để được quyền mà thay vào đây, đúng không? Để được quyền mà đi tiếp đúng không? Nếu mà chỗ này mà là có chữ không thỏa mãn điều kiện xác định là chúng ta dừng luôn ở đây. Kết luận là không có giá trị của P. Còn nếu mà thỏa mãn rồi thì chúng ta được đi tiếp, được chưa? Đấy, ok Đỗ Phương Nga. Rồi, từ đây chúng ta suy ra căn x thế bằng căn của căn 3 cộng 1 tất cả bình phương. Và đây sẽ bằng trị tuyệt đối của căn 3 cộng 1. Và bởi vì bên trong căn của chúng ta là dương rồi nên nó trị tuyệt đối của số dương sẽ bằng chính nó, vì vậy bằng căn 3 luôn, căn 3 cộng 1 luôn. Được chưa? Đấy. Và bây giờ thay thay căn x bằng căn 3 cộng 1 vào p ta có. Thay vào p ta có nhá. Nhớ này, ở đây là mợ thay căn x nhá. Thay căn x luôn chứ mợ không thay x. Vì vậy nên là chỗ nào có căn x chúng ta thế bằng căn 3 cộng 1. Nha, nhìn này. P này bằng mợ viết lại đề căn x cộng 1 trên căn x trừ 2. Ở đây có căn x, vì vậy nên mợ thế cả cái căn này với căn 3 cộng 1 luôn. Nhìn nhá, sẽ bằng căn 3 cộng 1 này. Đấy là xong cái ăn căn x này. Và cộng thêm 1 nữa. Đó, dễ hơn chưa? Rồi, chỗ này thì mợ có căn 3 cộng 1 trừ đi 2 nữa. Dễ hơn chưa? Có cần phải làm nhiều không? Có cần phải nhiều thao tác không? Chúng ta tính ngay từ đầu, vì vậy nên đến chỗ này mình chỉ cần thay thôi, không cần căn nhiều làm gì cả, đúng không? Đấy. Và kết quả là bằng căn 3 cộng 2 trên căn 3 trừ 1. Rồi, có rất nhiều bạn bảo mợ, mợ ơi con làm đến đây là thôi rồi, con xong rồi, đúng rồi đúng không? Nhưng rất tiếc, nếu mà các con dừng lại tại đây thôi ấy, thì nếu mà các con dừng lại tại đây thôi thì các con xin lỗi đi, các con bị mất mất 0,25 điểm nữa. Đến đây chúng ta còn một bước nữa, đố các con biết là bước gì? Đến đây chưa phải là điểm dừng, chúng ta còn một bước nữa, đố tất cả các con là chúng ta còn bước nào nữa? Nào đố Nguyễn Hùng này, đố Hoàng Cute, đố Nguyễn Thị Thương, 2K5, đố hoặc cả 2K5 luôn. Đến bước này chúng ta đã dừng được chưa? Hay còn một bước nữa? Và bước nữa đó là bước gì? Nào, chính xác Thùy Trâm, chính xác luôn. Trục căn thức ở mẫu, rất tốt. Và tuyệt đối chúng ta không lấy xấp xỉ nhá.
tuyệt đối không được lấy xấp xỉ nhá, chụp căn thức ẩn mẫu cho mợ, bởi vì ở mẫu vẫn còn căn thức, chúng ta không được để căn thức ẩn mẫu luôn đó. Rồi Mai Trần Hưng, chúng ta chụp căn thức ẩn mẫu nhá. Ok Nguyễn Hải Minh, tốt, rất tốt, rất tốt. Nào chụp căn thức ẩn mẫu, lại nhớ lại cho mợ, chụp căn thức ẩn mẫu là chúng ta nhân với biểu thức liên hợp, đúng không? Nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu. Đấy, và biểu thức liên hợp của mẫu là bao nhiêu nhỉ? Biểu thức liên hợp của mẫu là bao nhiêu nhỉ các con nhỉ? Ôi hoang mang quá, không biết là bao nhiêu. Có bạn nào nhớ không? Biểu thức liên hợp của mẫu là bao nhiêu? Nguyễn Thị Thương, chính xác. Ôi 2K5 nhớ bài quá. Rồi Phong Nguyễn, Nguyễn Hùng ơi, cho mợ hỏi là biểu thức liên hợp của mẫu là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Đúng. Được rồi, đúng rồi, yêu mợ quá. Ok con. À, học hóa nhá, nhớ học hóa nhá, nhớ học hóa thầy Minh đúng không? Đấy, chăm chỉ học. Mợ thấy các con tâm sự nhiều quá, học hóa thầy Minh. Ôi chính xác luôn, đang ôn thi chuẩn. Nhân liên hợp căn 3 cộng 1, rất tốt. Như vậy thì mợ sẽ nhân cả tử và mẫu với căn 3 cộng 1. Đấy, dưới mẫu này, căn 3 cộng 1 nhân với căn 3 trừ 1. Được chưa? Rồi mọi viết xuống bên dưới này nhá. Mọi viết xuống bên dưới này nhá. Rồi, căn 3 cộng 1 nhân căn 3 cộng 2, chúng ta nhân trong đầu đi là căn 3 nhân căn 3 thì bằng 3 này. Căn 3 nhân căn 2 chúng ta được 2 căn 3. 1 nhân căn 3 chúng ta có căn 3. 1 nhân 2 chúng ta có 2. Đấy, rồi dưới mẫu này căn 3, hàng đẳng thức, dưới mẫu là hàng đẳng thức luôn. Như vậy thì bằng 3 trừ 1 đúng không? 3 trừ 1, dưới mẫu là có 3 trừ 1. A cộng B nhân A trừ B thì bằng, đúng không? A trừ B nhân A cộng B thì bằng A bình trừ B bình. Đấy. Rồi các con kiểm tra cho mợ xem mợ đúng chưa nào. Đấy, đúng thì thả tim. Thả tim nha, đang ôn thi. Rồi, cộng 1, cộng 1 nhân với cộng 1. Đấy, được chưa? Rồi, và bây giờ mình có gì nhỉ? Ở trên tử là có 5 cộng với 3 căn 3. Mẫu thì mình có con số 2. Như vậy, kết quả của chúng ta là 5 cộng 3 căn 3. Có đúng không nào, tất cả các con? Nào, nếu mà đúng thì cho mợ một tim nào. Đấy, còn bạn nào mà chưa hiểu comment lú cho mợ. Lú hết rồi. Được chưa? Đấy, phải giống như đang ôn thi là để luôn là cái tên 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 tài khoản của mình là đang ôn thi, để cho hừng hực khí thế ôn thi cho nó vào, đúng không? Chứ thời tiết này mà đi ra ngoài có phải cô đơn không? Tự nhiên thấy mắt mình ướt ướt thì hóa ra là tưởng mưa nhưng không phải, đang khóc. Đấy, đang khóc bởi vì cô đơn quá, đi đâu cũng thấy người người tay nắm tay, tay trong tay. Chứ còn tuổi này thì yêu đương gì đúng không? Thấy cái tay trong tay ấm quá, mình thì lạnh nên khóc thế thôi, chứ cũng không có cảm giác gì cả đúng không? Rồi ok, lịch học của chúng ta hiện tại là đang là thứ hai, thứ sáu nhá, hàng tuần vào mợ lấy giờ chính xác đi là 21 giờ luôn. 21 giờ nhá, các con nhá. 21 giờ thứ hai, thứ sáu, và trong tuần tới, từ tuần tới trở đi. Đấy, từ tuần tới trở đi, mợ đang dự định là mợ like cả tuần cho các con. Trừ trừ những hôm mà chúng ta học văn với học hóa thôi, là mợ sẽ like cả tuần. Nếu mà lượt share nhiều nhá, lượt share nhiều thì mợ sẽ sắp xếp lịch để like cả tuần cho các con. Lượt share nhiều thì mợ sẽ sắp xếp lịch. Đấy, thì mợ sẽ like nhiều hơn. Nha. Share nhiều thì mợ sẽ like nhiều hơn, và mỗi buổi chúng ta sẽ có một cái mục tiêu nho nhỏ gì đấy, thấy chưa? Rồi ok, đối với bài này thì sao nhỉ? Ôi cảm ơn tất cả các con, yêu quá. Đấy. Ok luôn, đến 21 giờ chúng ta dành ra 1 tiếng để học toán mợ thú y mỗi ngày nhá. 1 tiếng thôi, chỉ xin các con 1 tiếng thôi. Thấy chưa? Yêu quá nhá. Ok, cảm ơn Ngân Nguyễn, cảm ơn con. Ok, rồi như vậy thì bài số 2 này các con hiểu hết chưa? Comment cho mợ nhá. Buổi sau mợ clip hình, ok. Nếu mà mợ mà clip nhiều hơn thì chắc chắn là tuần chúng ta sẽ ít nhất là có 2 buổi hình.
Hy vọng là như thế để cho các con học giỏi hơn, hình hơn nhá. Cảm ơn Nguyễn Dâu Tây, cảm ơn con, cảm ơn Nguyễn Dâu Tây nhá. Ok, rồi. Bài số 2 hiểu hết chưa? Hiểu hết chưa nhở? Để chúng ta chuyển bài. Hiểu hết chưa để chúng ta chuyển bài nhờ. Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Được chưa? Ok. Mợ ơi, mợ nhớ con nữa không ạ? À? Nhớ con nữa không ạ? À? Nguyễn Yến 2K5 đúng không? Rồi ok, bài số 3. Nào các con suy nghĩ đi. Rồi, Nguyễn Hải Minh. Ok, Nguyễn Dầu Tây, Nguyễn Thanh Nghĩa, chào con, chào con. Bài số 3, cho P bằng x trên căn x cộng 1. Bài này tương tự này, không biết là bạn nào sẽ ra đáp án nhanh nhất đây. Nhớ là đến phần cuối chúng ta còn phải chụp căn thức ở mẫu nhá, nhớ cho mợ là như vậy nhá. Được chưa? Rồi ok. Đấy, nếu mà hôm nay được share nhiều thì mợ sẽ tặng cho các con một bài hát, không biết là chúng ta thích bài gì. Nhưng mà đừng đừng có comment rap Việt nhá. Mợ không hát được rap đâu, mợ không hát được rap. Đừng comment rap Việt nhá. Đừng comment rap Việt nhá. Ok, Phong Thắng hiểu rồi mợ. Yêu quá cơ. Rồi, các con làm bài tiếp theo đi, các con làm bài tiếp theo đi. Trần Hưng easy luôn, gác lại gác lại âu lo à, gác lại âu lo khó đấy bởi vì là có giọng nam nữa. Mà tìm thử một bài gì đấy nhá, xem nào. Bài gì của Đức Phúc nhỉ? Bài bạn à, cái gì bài nào của Đức Phúc nhỉ? Tình yêu gì gì đấy ấy. Mợ quên mất tên là bài gì của Đức Phúc mới đây à, hơn cả yêu, hơn cả yêu. Đúng rồi, hơn cả yêu lyric. Ok, hơn cả yêu lyric. Nếu mà giật share nhiều thì mợ sẽ hát bài hơn cả yêu lyric nhá. Có lời rồi đây này các anh em ạ. 500 anh em ạ. Có lời rồi, các con share bài, share nhiều nhá. Share thật nhiệt tình cho mợ nha. Bởi vì đây là một live stream free. Chúng ta cứ share thoải mái thôi. Free mà, đúng không? Rồi, ui ôi, thuộc nhiều bài hát quá nhỉ. Yêu của con là ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm các con ạ. Mợ chưa ăn cơm. Đi làm về và vào live stream ngay này. Chưa thay áo luôn, nhìn này. Chưa thay quần áo luôn, mặc áo trắng đi làm luôn đấy. Thấy không? Như vậy. Hôm nay mợ cho các bạn ấy làm việc nhóm. Hôm nay trên lớp là mợ cho các bạn ấy làm việc nhóm là đếm là từ 1 đến 4. Những bạn có số 1 thì sẽ vào một nhóm này. Những bạn có số 2 thì vào một nhóm, số 3 vào một nhóm, cùng mang một con số thì vào một nhóm nên vui lắm. Trên lớp vui lắm mà hôm nay dạy về muộn nên là vào dạy các con ngay. Được chưa? Rồi ok, bài số bộ bài số 3 nào, xong bài số 3 rồi cuối giờ mình mới hát nhá. Thử xem bài số 3 như thế nào nhá. Chưa bạn nào ra đáp án nào, các con ơi cho mợ đáp án nào. Comment đáp án nhiệt tình cho mợ nào. Comment đáp án nào. Nguyễn Dâu Tây, Hải Minh, Phong Thắng. Phong Thắng, Nguyễn Thị Thương, cả 2K5 cũng vào nào. Quỳnh Chi, ui cảm ơn con, đáng yêu quá, thả tim cái. Quỳnh Chi, thả tim cho Quỳnh Chi. Tim, thả tim cho Quỳnh Chi cái. Đấy, đáng yêu mà, đáng yêu quá. Không biết Quỳnh Chi đã kết bạn với mợ chưa nhở? Yêu quá, Quỳnh Chi đã tác thêm hai bạn của mình vào. Không biết Quỳnh Chi đã kết bạn với mợ chưa? Quỳnh Chi ơi, con kết bạn với mợ chưa? Ô, chưa à? Chưa thì phải kết bạn ngay thôi, 2K7. Ấy, thấy chưa? Em thì 2K7 như này. Thấy không? Xinh gái đẹp trai vào hết đây. Team của mợ thú y phải là những bạn đáng yêu đúng không? Rồi, đã có Nguyễn Hải Minh ra đáp án rồi này, quá siêu. Ok, Nguyễn Hải Minh đã chụp căn thức ở mẫu luôn rồi. Tức là rất là nhớ bài.
Ok, và bây giờ mợ sẽ ui giỏi quá nhở. Nguyễn Hùng cũng xong rồi này. Bây giờ mợ chữa nhá. Thử xem nào. Rồi, giống như câu trước. Đây, câu trước đây. Mình thử áp dụng câu trước vào đây để mình làm xem nào. Đây, câu trước thì mình cũng đưa x về dạng a cộng b tất cả bình phương. Sau đó mình tính căn x, được chưa? Sau đó mình thay căn x vào p và sau đó mình chụp căn thức ở mẫu. Đấy, các bước là như vậy. Thử xem nhá. Thử xem cái bài này có khó không nhá. Rồi, ok. Rồi. Bước 1, tính cho mợ căn x. À, tính cho mợ x đúng không? Đưa x về dạng a cộng b tất cả bình phương. Ta có này. X bằng 7 trừ 4 căn 3. Rồi đến đây thì chắc là mợ phải phân tích cho chúng ta một chút để cho các con đưa được về dạng a cộng b tất cả a trừ b hoặc a cộng b tất cả bình phương đúng không? Ở đây mợ có x bằng 7 trừ 4 căn 3. Theo các con mình đưa về dạng a cộng b hay là a trừ b tất cả bình phương? À, ở đây có dấu trừ. Vì vậy nên là chúng ta nên đưa về dạng a trừ b tất cả bình phương nhá. Nên vậy nhá, bởi vì ở đây có dấu trừ mà. Được chưa? Đấy, mà a trừ b tất cả bình phương thì có dạng là a trừ đi 2ab. Đấy, và cộng với b bình. Được chưa? Đấy, và mợ sẽ phân tích cái anh trừ 4 căn 3 đưa về 2ab, đưa về trừ 2ab, thử nhá. Trừ 4 căn 3 này, 4 thì bằng 2 nhân 2 và nhân thêm căn 3 nữa. Như vậy thì mợ đã làm xuất hiện con số 2 rồi này. Được chưa? Và bây giờ mợ sẽ chọn một trong hai anh này làm A và B. Nếu mợ chọn 2 là A thì A bình phương sẽ bằng 4 ở đây. Được chưa? Bỏ bỏ dấu cộng này đi, kệ nó. Nếu mà căn 3 của mợ chọn là B thì mợ sẽ có là B bình phương bằng 3 ở đây. Và thử nhá, 4 cộng 3, ô đúng bằng 7 này. 4 cộng 3 đúng bằng 7. Như vậy thì mợ đã phân tích chính xác. Được chưa? Và như vậy thì x của mợ sẽ bằng là gì nhỉ? Đây là A bình chứ không phải là A. Mình sử dụng A ở đây nhá. A là 2 trừ đi B. B là căn 3 tất cả bình phương. Và x của mợ bằng 2 trừ 3 tất cả bình phương. Đấy, rất giỏi luôn. Nếu mà bạn nào chưa hiểu phần này thì comment lú nặng cho mợ nhá. Lú nặng luôn. Comment vào đấy cho mợ. Được chưa? Cảm ơn Nguyễn Thị Thương, cảm ơn con. Nguyễn Thị Thương, mợ kết bạn với con rồi mà, đúng không nhỉ? Xem nào, Nguyễn Thị Thương, kết bạn. Mợ nghĩ là kết bạn rồi, 2k5 mà, kết bạn rồi. Đúng không? À, bây giờ mợ mới đồng ý. Sorry con, bây giờ mợ đã đồng ý rồi. Chưa? Hiểu phần này chưa? Rồi ok. Như vậy thì mình vừa viết vào đây nhá, mình viết vào đây là bằng này. À, 4 trừ đi 2 nhân 2 căn 3 cộng với 3 đúng không? Và bằng này 2 trừ căn 3 tất cả bình phương. Thấy nó thỏa mãn điều kiện xác định chưa? X nhá, đây là anh x nhá. X của mình chắc chắn lớn hơn hoặc bằng 0 rồi. Đấy. Và x của mình chắc chắn là khác 1 rồi. Thỏa mãn hai điều kiện này rồi thì sao? Thì thỏa mãn điều kiện xác định đúng không? Như vậy thỏa mãn điều kiện xác định. Yeah. Ok. Và từ đây thì chúng ta sẽ tính cho mợ căn x nhá. Tính cho mợ căn x. Ô, Phong Thắng mợ chưa kết bạn với con à? Chết 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 chết. Phong Thắng là một thành viên rất là tích cực. Vì vậy nên là mợ sẽ kết bạn với Phong Thắng ngay thôi. Phong Thắng chấp nhận lời mời kết bạn của mợ nhá. Đấy, đáng yêu thế, chắc là hồi nhỏ. Ok nhá. Rồi, Ngọc Mai à? Ngọc Mai kết bạn luôn với Ngọc Mai. Trả lời, yes. Đó, các con tag hết tất cả các bạn vào nhá. Chúng ta share nhiều cho mợ nha. Share thật nhiều. Ông Nguyễn Dâu Tây kết bạn với Dâu Tây. Share thật nhiều nha. Share thật nhiều cho mợ nha. Dâu Tây chấp nhận lời mời kết bạn của mợ nhá. Ok, tiếp tiếp tiếp. Quay lại bài tí nữa kết bạn tiếp theo luôn nhá. Bây giờ quay lại bài đã. Rồi, như vậy thì chúng ta suy ra căn x này.
căn x sẽ bằng căn của cả cái bình phương kia, là căn của 2 trừ căn 3. Tất cả bình phương, căn của cả nó luôn. Đây là căn 3 nhá. Sorry các con, mợ viết xấu quá, đúng không? Sorry một chút. Rồi đây mình sẽ có là trị tuyệt đối của 2 trừ căn 3. Đó, đố các con biết là bằng bao nhiêu? Trị tuyệt đối của 2 trừ căn 3 bằng bao nhiêu? Đố các con biết. Có một cách để biết luôn đáp án đây. Các con có thể sử dụng con máy tính này. Mỗi tội hơi xấu. Đây, các con có thể sử dụng con máy tính này. Rất xịn trò. Thấy chưa? Ấn cho mợ nhá. Ấn như sau nhỉ, tổ hợp phím như sau này, có nhìn thấy không? Nhìn thấy gì không nhỉ? Sao lại bẩn thế nhỉ? Có cái gì mà vào đây lại bẩn thế này? Mợ đang lau nó. Cho sạch tí. Ok, con nhìn nhá, tổ hợp phím như sau này. Mợ cho vào đây cho sáng hơn một chút. Tổ hợp phím như sau nhá các con nhá. Chúng ta ấn như sau này. Đây, ấn cho mợ. Tôi vừa cái dấu gì đâu rồi nhỉ? Ấn cho mợ chỗ nào có trị đối trong đây. Ship. Từ mợ đã không nhìn thấy trị tuyệt đối ở đâu. Ship nào nhỉ? Ship. Hay là đây không có? Không có rồi, trong đây không có rồi. Thế thì bây giờ chúng ta ấn cho mợ là 2 trừ căn 3, xem là nó có dương không nhá. Ấn 2 trừ đi căn 3 này, xem là có dương không này. Ấn dấu này nhá, ấn dấu này để xem là có dương hay không. Dương rồi. Vì vậy đây là trị tuyệt đối của số dương. Anh này bên trong căn là dương nhá. Vì vậy trị tuyệt đối của dương thì sẽ bằng là chính nó. Vì vậy này chính bằng 2 trừ căn 3 luôn. Yes. Ok, rất chính xác. Tiếp theo chúng ta thay căn x vào p. Thay căn x bằng 2 trừ căn 3 vào p ta có. Đấy, thay vào p luôn, được chưa? Thì ở đây chúng ta có p này. Đấy, p bằng x trên căn x trừ 1. Thì ở đây chúng ta vừa có x này, vừa có căn x rồi. Hay quá, đúng không? Thì mình có là p sẽ bằng x, thì chúng ta thay cái anh này vào là 2 trừ căn 3 tất cả bình phương vào. 2 trừ căn 3 tất cả bình phương. Còn dưới mẫu chúng ta thay cái anh này vào 2 trừ căn 3 vào chỗ căn x nhá. 2 trừ căn 3 vào chỗ căn x. Được chưa? À còn thêm trừ 1 nữa, chúng ta thử trừ thêm 1. Được chưa? Và kết quả bằng 2 trừ căn 3 tất cả bình phương trên nào, chỗ này chúng ta sẽ có là 2 trừ 1 là bằng 1. 1 trừ đi căn 3. Được chưa? Và bước tiếp theo của chúng ta là chắc chắn là phải chụp căn thức ở mẫu. Được chưa? Nhớ chụp căn thức ở mẫu cho mợ nhá. Được chưa? Trên tử thì chúng ta có thể ghi luôn là 7 trừ 4 căn 3 cho dễ. Nào, nhân với biểu thức liên hợp là 1 cộng căn 3. Rồi, cái anh này thì là bằng, cái anh bình phương này là bằng 7 trừ 4 căn 3 rồi. Có ở đây rồi, 7 trừ 4 căn 3 nhá. 7 trừ 4 căn 3. Tại vì sao ra 7 trừ 4 căn 3 ở đây? Đó là vì chúng ta thay luôn x ở đây vào. Nó bằng nhau các con nhá. Đó, lưu ý là như vậy. Đây, mà có là 1 trừ đi, 1 cộng căn 3. Đóng ngoặc nhân với 1 trừ căn 3 đúng không? Đấy. Tiếp theo cái anh này bằng gì? 1 x 7 bằng 7. 1 x trừ 4 căn 3 thì bằng trừ 4 căn 3. Căn 3 x 7 thì bằng 7 căn 3. Căn 3 x trừ 4 căn 3 thì bằng bao nhiêu? Đố các con biết bằng bao nhiêu đấy? Căn 3 x trừ 4 căn 3. Đố các con biết bằng bao nhiêu? Nếu mà bạn nào không biết mà bị lú một chút ấy thì chúng ta có thể ấn máy tính nhá, không sao cả. Nhá, nếu mà nhẩm không được thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng máy tính mà không ai cấm cả. Thấy chưa? Trừ 12. Nhớ nha. Rồi, như vậy bên dưới mẫu là bằng bao nhiêu đâu các con biết nhỉ? 1 bình trừ 3 đúng không? 1 bình trừ 3 là 1 trừ 3. Và bằng bao nhiêu nào? 7 trừ 12 là bằng trừ 5.
cho cao lên một tí. 7 trừ 12 bằng trừ 5 nhá. Trừ 5 này. Rồi, trừ 4 căn 3 cộng 7 căn 3 thì chúng ta bằng 3 căn 3. Cộng với 3 căn 3. Trên 1 trừ 2 là bằng trừ 2. À, 1 trừ 3 thì bằng trừ 2, sorry nhá. Trời ơi, không phải phiểu mợ đâu, là anh trai mợ đấy. Các con có biết là ai không nhở? Cho nếu mà xe nhiều thì mợ sẽ show mặt cái bạn vừa nói ra nhá. Bạn vừa nói ở trong cái tiếng ấy. Mợ sẽ show cho các con sẽ bị bất ngờ luôn. Không phải chồng mợ đâu. Rồi, các con sẽ biết luôn là ai đó. Tí mợ sẽ show cho các con xem nếu mà share thật nhiều. Nếu mà share thật nhiều thì mợ sẽ show cho các con biết là giọng của ai vừa rồi, được không? Rồi. À bây giờ mợ muốn triệt tiêu cái dấu trừ này đi thì mợ sẽ chuyển dấu trừ này lên tử nhá. Mợ chuyển cái dấu trừ ở mẫu lên tử thì mình sẽ đổi dấu của các số hạng trên tử. Ở đây là trừ 5 đúng không? Mợ chuyển thành 5. Ở đây là cộng 3 căn 3 thì sẽ chuyển thành trừ 3 căn 3 và dưới mẫu là số 2. Đấy, trong khi chúng ta đang học thì ở bên cạnh đang có hai đứa đang ăn. Muốn đánh. Được chưa? Rồi, ok, như vậy là kết quả của bài số 3 của mình là 5 trừ 3 căn 3 trên 2. Không biết là mợ đúng không nhở? Các con kiểm tra bài cho mợ xem nào. Kiểm tra nhá, nếu mà mợ đúng rồi thì thả tim và comment ok cho mợ. Đấy, và nếu mà lượt share nhiều, bây giờ xem nào. Mợ cho con xem mặt người vừa nói ý ạ. Ủa, ấy Võ Văn Hải, sao biết chú Minh? Sao biết chú Minh đấy? Nghe là quen. Thế là phải chú Minh Hóa, ôi dồi ôi, Phong Thắng. Thôi, thế này phải ra đây rồi. Nào, cái người vừa ăn, đâu rồi, rồi, ra đây. Con nọ mẹ sâu rồi còn gì. Ôi, sao biết chú Minh ấy siêu siêu thế nhở? Nào kiểm tra đề cho mợ là nếu mà ok rồi comment ok. Hôm nay là show của mợ không phải show của chú Minh nhá. À con biết mặt rồi ạ. À. Chú Minh ơi. Chú Minh ra đây cái nào. Cho các con xem mặt cái nào. Chú Minh bảo đi ngủ rồi, vừa ăn xong bây giờ đi ngủ này. Hôm sau ứ xem chú Minh đấy nhá, xem mợ thú y thôi. Quên dâu tây chú Minh nè. Đây ra đây chú Minh ơi, mặc quần đùi. Đây. Chú Minh, chú Minh, các con comment đi, share thật nhiều là chú Minh góp mặt nào. Chú Minh ơi, giọng quen quá. Đây, cứ mặc quần đùi có sao đâu, đấy quần đùi. Con thấy giống không? Hello, chào nhà, cả nhà nhớ chia sẻ cho em gái của chúng mình nhé. Hãy chia sẻ, bởi đây là buổi học free đấy, free nên phải chia sẻ. Không đứa nào được chụp ảnh cái quần vừa nãy nhá. Bye bye. Thế này nhớ share thật nhiều để mợ giữ lại cái livestream này nhá. Chú H2O đấy mợ. Thôi nhìn người là cũng biết H2O rồi đúng không con? Nhớ share thật nhiều để mợ giữ lại cái livestream này nhá. Bởi vì livestream này là chú Minh mặc quần short, mặc quần kẻ lên livestream. Đấy, nhớ chụp ảnh lại cái phần livestream đó nhá. Rồi bài tập về nhà cho tất cả các con đó là bài số 4 này. Các con chụp ảnh lại để buổi hôm sau mợ sẽ chữa nè. Chụp ảnh lại để buổi sau mợ chữa nha. Cho nhỏ đi nhưng không nhỏ được rồi. Chụp ảnh lại bài 4 để buổi sau mợ chữa nhá. Tìm căn x. Dô rồi à. Rồi ôi, bây giờ lại có cả hai căn 5 và xem này. Chú bất nhây đi nha. Đấy, buổi sau không xem chú Minh nữa, xem mợ thú y thôi được chưa? Rồi. À, các con chụp lại ảnh bài bài tập về nhà đi rồi buổi sau chúng ta chữa nha. Chụp lại đi các con ơi. Ý A là x bằng 4 trừ 2 căn 3. Tìm căn x. Tìm căn x. Tìm căn x cho mợ nha. Tìm căn x. Đấy, đó là cái chú Minh là người mà chúng ta đang học mà đứng bên cạnh ăn bánh trung thu của mợ. Bánh trung thu của mợ. Đấy, mợ phải nhắc lại một lần nữa, đó là bánh trung thu của mợ. Mợ để bên cạnh để mợ ăn. Xong cuối cùng bị ăn hết. Con chỉ chụp mợ thôi chứ con không chụp bài đâu mợ. Chụp xong xe nhở? Chụp xong xe, chụp đúng khoảnh khắc này nào.
Chụp xong xem nào. Ôi Võ Văn Hải, Võ Văn Hải đã ra đáp án rồi, nhanh quá cơ. Siêu. Rồi, Nguyễn Dầu Tây, ok. Ok nhá. Mà nhắc lại lịch livestream này, lịch livestream cố định là vào tối thứ hai. Tối thứ hai, phải tối thứ sáu và lúc 21 giờ. Nhá, 21 giờ hàng tối thứ hai và tối thứ sáu. Tối thứ hai luôn đấy, tối thứ hai luôn. Và nếu mà lượt share nhiều, lượt share cực nhiều thì mợ sẽ xếp lịch live cả tuần cho các con để chúng ta có thời gian vừa học đại vừa học hình. Chưa? Và nếu mà muốn gặp mợ Thú Y nhiều hơn thì các con share thật nhiều cho mợ nhá. Nếu mà muốn gặp chú Minh nhiều hơn, mặc quần short nhiều hơn, hôm sau mợ sẽ chuẩn bị cho chú Minh mặc cái quần Doraemon để livestream cho các con. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con nhá. Bye bye. Con chụp nhanh quá. Bạn nào mà chụp được cái này nhỉ? Nào, cho lại một khoảnh khắc nữa nào, chụp lại nào. Xong. Bye bye, xin chào tất cả các con. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong... Quên mất. Quên chưa hát cho tụi nó, nên chúng nó nhắc. Lại phải hát. Thôi, hát nhá, tặng cho các con một bài nhá. Hơn cả yêu. Hơn cả yêu. Đúng không? Mở hát đi để đòi rồi. Thế thì bây giờ mở phải hát đúng không? Nguyễn Hải Minh. Ok. Mở bảo hát cơ mà Phong Nguyễn. Ok. Rồi quên mất đấy. Quên mất bây giờ mới nhớ ra để hát nha. Rồi. Ok. Thì mở tắt cái này đi đã. Ok. Thế bây giờ mở sẽ hát cho các con nghe nhá. Hơn cả yêu của Đức Phúc. Xem nhớ lời nào. Em hay hỏi anh rằng anh yêu em điều không? Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong anh. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời em, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao nhiêu, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong buổi học tiếp theo nhá. Tối thứ hai tuần sau. Bye bye.